Xin chào toàn thể tất cả các anh em đam mê chơi BCB đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Cò Lửa. Hôm nay bên Shop tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác một số cái mẫu bơm tay được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Đặc biệt trong ngày hôm nay nhé, các bác mua bơm sẽ được tặng theo một cái van các bác. Các bác mua một bơm sẽ được tặng theo một cái van. Đấy là chương trình khuyến mại dành tặng cho anh em trong tháng 9/2022 các bác nhé. Đấy, trong tháng 9 này các bác mua bơm sẽ được tặng theo một cái van các bác nhé. Đấy, và cụ thể các bác lấy cái van nào thì em sẽ báo giá. Thì các bác bảo em nhé để em tặng cho các bạn đấy. Bây giờ đây, năm cái mẫu bơm này em sẽ báo giá công khai và giới thiệu chi tiết tính năng từng loại cho anh em nhé để anh em cân đối khả năng tài chính. Đấy. Đây là hai đầu số của shop nhé. Các bác có thể gọi điện qua hai đầu số này hoặc các bác có thể liên hệ qua Zalo nhé. Qua Zalo và hai số này của shop nhé. Các bác liên hệ số nào cũng được nhé. Đấy. Đây, không phải để anh em và các bác chờ đợi lâu, em sẽ đây để nói qua quà tặng cho các bác nhé. Đấy. Các bác nào mua một bơm nhé, mua một bơm 1, 2, 3, 4, 5 năm cái mẫu bơm này các bác mua sẽ được tặng theo một cái van một chiều nhé. Đấy, van thì ở đây có van nạp chân 8 thôi nhé, van nạp chân 8 và van nạp chân 10. Ví dụ anh em nào chơi truyền thống thì mình lấy van nạp chân 10 nhé, còn anh em chơi condo và FX thì các bác lấy van nạp chân 8 nhé. Đấy là quyền lợi của em khi mua bơm nhé, vì bên em đang có chương trình khuyến mại này. Đấy, chiên khách hàng này. Còn là cái van cờ két nhé, van cờ két thì tiện đây em lên cho bác van cờ két hộp rút này, hộp mở này. Cái này thì bán rẻ cho các bác nhé. Van cờ két hộp mở bán rẻ cho bác giá là 850.000 nhé. Đấy, bán cho bác một mức giá vô cùng yêu thương nhé, 850.000 van cờ két hộp mở. Đấy, đây vào chủ đề chính ngày hôm nay em lên cho bác cây bơm nhé. Cây bơm này đồng hồ to lọc ẩm to nhé, đồng hồ to lọc ẩm to. Mẫu này mẫu Shinjongsi. Đây, con này mẫu bơm tay Shinjongsi các bác nhé. Đấy, chân là chân cánh én không gấp nhá. Van xả siêu to khổng lồ. Đấy, con này hiện tại đang được bên em bán với giá công khai nhá, 1.850.000 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Bơm tay Shinjongsi nhé. Đấy, phụ kiện các bác đi kèm mua theo bơm bao gồm một túi lăng sim, một cà lê đa năng, một lọ dầu bôi trơn đầy đủ cho anh em. Anh em thích lấy cái van nào thì em sẽ tặng cho bác van đấy nhá. Đấy, tùy các bác chọn. Đấy, tiếp theo lên cho bác cây bơm thứ hai. Cây bơm thứ hai là cây bơm đồng hồ to này, đồng hồ to lọc ẩm to các bác nhé, đồng hồ to lọc ẩm to. Đấy, cái này là hiệu con báo chân gấp, rất chi là xịn sò con bò các bác nhé, rất chi là xịn sò. Đấy, đồng hồ to lọc ẩm to. Con này thì bao cho bác bơm khoảng 300 đến 350 cân, rất chi là nhanh nhé. Cái này cây bơm này là phiên bản đặc biệt các nhé, bản đặc biệt ở chỗ nào thì em nói cho bác luôn. Cây bơm phiên bản đặc biệt này là em đang bán 350.000 giá công khai cho bác nhé. Con này là 900. Con này đặc biệt ở chỗ các bác bơm nhá, bơm hơi lên rất chi là nhanh nhá, bơm rất chi là nhanh. Đặc biệt cái thân bơm nó làm bằng chất liệu đặc biệt, nó tỏa nhiệt cũng khá là nhanh các bác nhá. Đấy, cái mẫu này là giá 900.000 nhá, 900.000 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc nhá. Đấy, tiếp theo em lên cho bác cây bơm thứ ba. Cây bơm thứ ba cũng đồng hồ to lọc ẩm to nhá, đồng hồ to này, đồng hồ to lọc ẩm to nhá. Chân là chân gấp nhá, chân gấp. Đấy, con này là bản thường nhá, bản thường thì giá 850.000 thôi các bác nhé, 850.000. Các bác chỉ cần bỏ ra 800.000 đã sở hữu ngay một con bơm FB 850.000, bản đặc biệt là 900. Đấy, em lên cho các bác cái mẫu thứ tư nhá. Mẫu thứ tư đây là mẫu bơm nhớ nhá, đồng hồ to lọc ẩm bé, đồng hồ to lọc ẩm bé nhá. Con này thì giá là 800.000 nhá, giá 800.000. đấy, đã có cước đến tại nhà cho bác. Và các bác mua thì đầy đủ quà cho anh em thích cái quà gì em tặng cho anh em quà đấy nhé, ok chưa? Đấy, con này giá là 800.000 nhá, bơm nhỡ bao cho bác bơm khoảng độ tầm 250 cân đến 300 cân nhé. Đấy, cây bơm cuối cùng em lên cho các bác, đây là cây bơm bé nhá, đây là cây bơm bé đồng hồ nhỏ lọc ẩm nhỏ, chân là chân cánh én, các bác nhìn đồng hồ rất chi là bé nhá, bé bằng ngón tay thôi. Cái này anh em chơi truyền thống rất chi là ok nhá. Các bác nào lấy con này thì hiện tại em đang bán cho bác giá là 600.000 nhé, 600.000 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Bơm đồng hồ bé lọc ẩm bé nhé, chân là chân cánh én không gấp được nhé. Đấy, các bác mua phụ kiện đi theo bơm đầy đủ bao gồm 3 món này nhé: một nọ dầu, một túi răng sim, một cà nê đa năng. Đây, trong túi răng sim này có ốc test bơm này, có ốc test bơm này, có lục giác này, có đầu bơm xe máy xe đạp cho anh em nhé. Đấy, đầy đủ răng sim, cà nê đa năng. Đấy, các bác nào thích lấy van nhé, thích lấy van, thích lấy cái van nào em tặng cho bác van đấy nhé. Đấy, các bác lấy van chân 8, chân 10, thích cái gì em tặng cho bác nhé. Đây, mua bán thì các bác gọi điện đến hai đầu số này vào việc cho nó dễ nhé. Ví dụ các bác thích cái cây bơm Shinjongsi, các bác gọi đến hai đầu số này bảo em ơi bán cho một cây bơm Shinjongsi giá 1.850.000. Đấy, hoặc các bác bảo
bán cho một cây bơm 900 này các bác này, em biết các bác muốn lấy cây bơm phiên bản đặc biệt này nhé đấy, và cây bơm 850 là em biết các bác muốn lấy cây này nhé, và cây 800 cây 600 đấy các bác mua thì sẽ được kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận nhé, lỗi đâu em đổi đấy cho bác nhé đấy, lỗi đâu đổi đấy cho bác. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok đúng như chất lượng, đúng như mẫu mã, đúng như mô tả thì các bác nhận nhé đấy. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.